Vô có chồng Lan nữa đó, tương đối ổn định rồi đó. Ở đây nhà là gỗ quá trời, lần nãy quảng cáo đó gỗ không con hả. Hả An Cường chống thấm, An Cường chống thấm. Ờ thôi để chú nhà quảng cáo, mình quảng cáo nhiều quá. Nè, nói chung là thiết kế theo ý mình thôi, do mình á, chỉ tự thì đó cho mình thôi, do mình thôi đó. Chủ nhà thiết kế này có ý đồ hay chưa, còn thường là ta lập cái học thôi. À cái vụ kính đó hôm qua em bận quá không có lên. À xong rồi nè, kính sơn lại luôn nè, sơn lại cho hợp màu. Nè thấy thấy em thấy ở trong đây ít ai sử dụng cái đồ hoài lắm, An Cường đó tao xin tao. Đúng rồi, do giống luôn. Có chứ, có xài đồ hoài thì nó rẻ hơn. Cả cái này này 11 triệu lắm nè. Đẹp vàng giống như ở dưới trung cư mình á. À, ồ đỉnh luôn á, đẹp á. Đẹp vàng đó, này. Sang luôn, nhìn sang giống luôn. Sang. À đây có cái tủ nữa nè. Chơi gỗ luôn, chị khoái đồ. Chị khoái đồ gỗ chị chơi ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Thì mình đựng mấy cái đồ em ra ngoài giải rồi. Cái xài dựa để nó không có để nó xài gọt. Ồ, đỉnh đi chứ cái này. Quá thấy luôn. Gọt hay gì chị? Trời ơi. Chơi ghê chứ. Tận dụng từng góc ngách luôn. Nè em vô đây em coi tận dụng cái này mới ghê. Đâu phần nào đó. Tận dụng từng góc ngách luôn. Để nhỏ sắp tủ rồi đó. Quần áo máng không máng quần áo. Đó để góc. Chụp chụp đi chụp đi thoải mái vô tư. Anh chị dễ lắm, anh chị dễ thương lắm. Để em nghiên cứu làm nhỏ em. Khoan khoan. Đó, đèn led. Mở đèn. Có dữ. Đó, trời ơi, xong đèn led. Bên đây đèn led luôn. Và điều thơm, cái món này có cái ký là cái đèn này. Cái này à kìa, đây nè, ốp xong rồi nè. Hú đẹp liền. Thì chị để ở mà. Hàng sớm vô luôn đi, bữa nói rồi giao cho tôi hàng sớm chứ chính chủ. Có tôi muốn cái về đây chị. Nè tủ. Đá luôn hả chị? Thấy cái chỗ để tivi đọc không? Chế lại đó, mang lại chỗ để tivi là bên đây nè. Đó, nhưng mà chế lại đi, để bên đây. Đó, để đây. Còn gắn vàng phơi để phơi lan thấy chưa? Bữa gắn rồi. Đúng rồi, salon nằm bên đây. Sofa nằm đây nè. Nè, bữa gắn vàng phơi nè. Gắn vàng phơi để phơi lan luôn nè. Đó.
Để phải lan, tại vì chỉ có máy giặt sấy rồi, gắn này để phải lan rồi. À, quy hồ bơ, đây quy hồ bơ. Ừ, quy hồ bơ công viên trung tâm, vui lắm. Chị có đâu có chợ đó đâu, cũng rộng, nhiều gỗ nhưng mà cái này thiết kế theo cầu. Hơn chút thôi. À. Ví dụ, đó, nó chỉ hơn một chút. Mà diện tích phòng này rộng. Ừ. Với lại muốn rộng á, gắn những cái kiến vậy nè, là cảm giác là rộng liền. Chỉ rộng mà. Một cách nó nói quá đã luôn. Chị mới làm được, chứ cái phòng của em không, mình thiết kế theo cầu được mà. Thấy thấy gỗ là khủng khiếp luôn, bữa vận chuyển lên ồ thấy dữ dội luôn. Đây này, cái kiến nè, sơn lại nè, sơn lại luôn, chuyển lên màu xanh. Lên TV nha em. Hello. Chưa, em chưa coi. Ờ, ngon chưa? Ồ, ngon liền. Nhì bữa 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 hết khẩu làm lè liền ha anh. Bữa hôm kia mưa quá trời mà. Ồ. Đây nhựa. Ừ. Tính thấy chị làm gọn, nhiều nhưng mà gọn, nhiều nhưng mà gọn. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.